ăn Tết miền Tây tại Sóc Trăng thì mình sẽ đi đâu ăn gì? Hãy cùng mình khám phá. Thì đây là mùng 3 Tết của mình, sáng mình bắt đầu dậy sớm, đi ăn sáng và sau đó mua ly nước cam này trước cổng hồ để uống. Tiếp theo đó mình sẽ đi một ngôi chùa này rất là nổi tiếng tại Sóc Trăng. Chùa này có tên gọi là Thiên Hậu Cung hay còn biết đến với tên gọi khác là chùa A Má. Khi nhắc đến tên chùa này thì đa phần người Sóc Trăng đều biết, bởi có từ rất lâu đời và người Sóc Trăng thường lại đây để cúng kiến. Đây là phía bên trong phải nói rất là đẹp luôn đó mọi người. Và địa chỉ nằm ở Phú Tân, đường đi là từ ngã ba An Trạch về phải vào Phú Tân. Sau đó các bạn nhìn bên tay trái là sẽ thấy. Và mình thì cũng hay đến đây để cầu bình an cho gia đình và những người thân yêu. Và đầu năm thì mình cũng có xin xong tại đây. Trời ơi, cứu tôi. Lúc đầu không biết xin như thế nào mà nó gớt hết trơn luôn đó mọi người. Nhưng lần sau mình xin lại thì được xăm 60. Ở đây người ta cũng có giải xăm cho mấy bạn nghe luôn đó. Còn bạn nào biết nhiều hơn nữa về xăm số 60 này thì comment bên dưới giúp mình nha. Tại đây thì khu quy bên ngoài cũng khá là rộng lớn và có một hồ sen rất là đẹp luôn nè mọi người. Kế bên sẽ có tượng Phật Bà Quan Thế Âm đẹp lắm luôn nè. Nói chung thì mình thấy nơi này rất là đẹp và yên bình. Nếu có dịp thì các bạn nhớ ghé thử nha. Còn bạn nào muốn mình đi chùa nào nữa thì comment bên dưới giúp mình nè. Sau này mình sẽ làm một trái bắp trống hỏi thơm ngon và đi tiếp thôi. Không biết là mấy bạn ở Sóc Trăng nhìn cây mai này có quen không ta? Thì mỗi năm mình thấy người ta cũng thường lại đây chụp hình với cây mai này lắm. Nhưng năm nay mình thấy cây mai này không đẹp bằng mọi năm. Thì cây mai này cách chùa cũng không xa, nếu có dịp đi ngang đây thì các bạn ghé lại thử nha. Còn đây là Giảng Lý Trường Thành ở miền Tây, thấy có đẹp không nè? Thì tại chỗ đó cũng chính là nơi bán bánh bía nổi tiếng tại Sóc Trăng, có tên gọi là Tăng Quy Viên đó mọi người. Làm ly nước ép sau đó mình sẽ đi qua cầu Bưng Cốc để xuống Đại Tâm để ghé nhà bạn mình chơi. Thì nơi này nổi tiếng nhất là món bánh cống Đại Tâm đó mấy bạn. Và nơi này cũng có một ngôi chùa rất là nổi tiếng của người dân tộc Khmer, đó là chùa Chán Kiểu. Và cuối cùng cũng đến nhà bạn mình nằm gần trường mầm non Đại Tâm. Vừa lại tới nhà nó thì mọi màn đã chuẩn bị xong hết này mọi người. Quá trời món ăn ngon, còn có món ăn đặc trưng bánh cống Đại Tâm nữa này mấy bạn. Thì nói chung người miền Tây mình rất là hiếu khách, lại đến ăn no say rồi mới cho về. Tối đến thì mấy đứa bạn rủ ra cửa Úc làm lai gai vài chai nữa này mọi người. Kết thúc một ngày ăn Tết miền Tây tại Sóc Trăng của mình rồi đó. Cùng đón xem video tiếp theo mình sẽ đi đâu ăn gì tại Sóc Trăng nữa nha.